Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Bây giờ là 10 giờ trưa thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020. Tức là vào ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch năm 2020. Thì hiện tại thì cửa hàng của chúng tôi rất là vinh dự khi được đón tiếp chú Hải cùng bác Nghi là hai bác khách hàng hôm nay là đến mua trực tiếp những cái món sản phẩm của cửa hàng Bùi Tuấn của chúng tôi. Và các bác là đi cùng các bạn của bác rất là đông luôn. Thì hôm nay thì các bác đã bớt chút thời gian là về tại cơ sở Bùi Tuấn, đi hơn 100 cây số để về trực tiếp cơ sở để xem và ký nhận đặt cọc tiền ba cái món sản phẩm. Đó chính là bộ đầu tiên, đó chính là chúng tôi bán cho chú Hải. Thì chú Hải thì chú chốt và đặt cọc tiền một bộ ghế móc 8 món chất liệu bằng gỗ Guta Quảng Bình. Bộ này là bộ mộng thủng phiên bản đặc biệt, hàng ngoại cỡ luôn. Đó thì chú đang ký tên cái bộ ghế này. Thì sau khi mà xem rất là kỹ cái chất lượng cũng như là giá cả thỏa thuận với cửa hàng của chúng tôi thì chú đã quyết định là đặt cọc tiền và mua luôn. Và cái món sản phẩm thứ hai là chú ký đó chính là một chiếc tủ góc chất liệu bằng gỗ Guta mật bản VIP. Thì sau khi chú xem thì chú cũng rất là ưng và chú đã quyết định là mua luôn. Cái sản phẩm đó là bộ đôi sản phẩm, là một bộ móc 8 món bản đặc biệt ngoại cỡ và một chiếc tủ góc chất liệu bằng gỗ Guta mật bản VIP. Còn bộ thứ hai đó chính là bán cho bác Nghi. Bác Nghi thì bác mua một bộ móc 8 món cũng là bộ phiên bản đặc biệt nhưng mà kích thước là bộ bản thông thường. Nó khác với bản của chú Hải. Và đây là chú Hải đang ký cái đoạn. Thì các chú hôm nay đi rất là nhiều nơi và tham khảo rất là nhiều các cửa hàng. Như các chú khi đến với cửa hàng Bùi Tuấn của chúng tôi thì các chú thấy đồ của cửa hàng chúng tôi bán cực kỳ là đẹp và tìm ngoài thị trường thì không có luôn. Đó, những cái bộ móc 8 món bản đặc biệt như này thì gần như là nói thẳng luôn là các chú nói luôn là không có. Đó, và đến chúng tôi thì các chú rất là ưng. Đó, thì các chú đã quyết định là mua và ủng hộ cửa hàng Bùi Tuấn của chúng tôi. Và các chú xem rất là kỹ luôn, rất là nhiều người đi và rất nhiều người xem thì để đánh giá khách quan. Đó thì chú cũng xem rất là nhiều các cái món của chúng tôi. Thì quý vị nào mà thực sự có nhu cầu mà muốn sở hữu một trong những cái bộ ghế móc hay những cái món đồ gỗ nội thất thể loại cổ truyền mà tương tự những cái, như cái bộ mà chúng tôi đang bán cho các chú Hải và bác Nghi đến từ Gia Lộc Hải Dương này thì có thể liên hệ trực tiếp cho cơ sở của chúng tôi thông qua số điện thoại là 0985 230 888, hoặc có thể về tại cái địa chỉ ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Và đây là hình ảnh bác Nghi. Bác lấy cái bộ móc 8 món bên tay trái đây, màn hình quý vị đang xem đây. Bộ này bộ móc 8 món cũng là bộ phiên bản đặc biệt cao cấp nhất của cửa hàng Bùi Tuấn, nhưng mà kích thước nó nhỏ hơn bộ ngoại cỡ kia một chút. Đó, còn nó vẫn là hàng bản đặc biệt luôn. Tìm thị trường không có thì bác đăng ký tên thì chúng tôi chiều nay thì sẽ như yêu cầu của các bác và các chú sẽ bọc lại cẩn thận và xì xát bóng đẹp và cho anh em thợ là khênh lên xe và đi bàn giao tại nhà. Và quý vị có thể do cái video clip này thời lượng nó cho phép nó dài quá rồi thì đâm ra là chúng tôi sẽ bốt lên cái hình ảnh mà khi bàn giao tại nhà các bác khách hàng, đó chính là chú Hải và bác Nghi, những cái món sản phẩm mà các bác đã mua với cửa hàng của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì quý vị có thể đón chờ video clip sau đó, tại vì video clip này rất là dài rồi. Và quý vị mà yêu quý video clip của cửa hàng Bùi Tuấn thì có thể vui lòng đăng ký và subscribe kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang hàng ngày, và mọi ý kiến đóng góp tích cực để cho cửa hàng phát triển hơn, để cho cửa hàng ngày càng hoàn thiện hơn, quý vị có thể vui lòng comment ở phần bên dưới bình luận. Và ở phần cuối video clip này thì chúng tôi có post lên một vài hình ảnh chi tiết những cái bộ móc mà chúng tôi đã bán cho các bác chú Hải đó và bác Nghi đến từ hội thượng phạm trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Quý vị có thể là tham khảo thêm. Và đây là toàn cảnh cửa hàng của chúng tôi, và cửa hàng chúng tôi còn trưng bày rất là nhiều những cái món đồ gỗ ở các kho chúng tôi để, tại vì do cửa hàng chúng tôi là cái diện tích nó chỉ có gần 200m² thôi, cho phép chúng ta không để trưng bày được hết. Và rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.